Trịnh Tùng, ông sinh năm 1550 và mất năm 1623. Thân phụ của ông là Trịnh Kiểm, thân mẫu của ông là Nguyễn Thị Ngọc Bảo. Ông quê quán ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, Phú Thiệu Hóa, Trấn Thanh Hóa. Ông cai trị từ năm 1570 cho đến năm 1623, tổng cộng 54 năm. Trái ngược với thân phụ Trịnh Kiểm, sinh ra trong gia đình nghèo khổ, Trịnh Tùng xuất thân từ gia đình nhà tướng trong thời chiến. Không những ông được đào tạo và học tập binh pháp kỹ lưỡng, Trịnh Tùng đồng thời đã tìm hiểu và nghiên cứu về những chiến dịch đối phó quân giặc lúc bấy giờ. Sau khi cha mất, Trịnh Tùng đánh đuổi anh là Trịnh Cối, lật đổ vua là Lê Anh Tông và đưa vua nhỏ Lê Thế Tông lên làm vua Bù Nhìn, bản thân nắm hết quân sự. Ông được sử sách ghi nhận là nhà chỉ huy quân sự tài ba, người đã hoàn thành sự nghiệp trung hưng triều Lê, đánh bại nhà Mạc. Chiến dịch tháng 10 năm Kỷ Sửu. Mùa đông năm 1589, Trịnh Tùng bày mưu kế cùng các tướng đánh lừa Mạc Đôn Nhượng, người thống lĩnh binh quyền của triều Mạc lúc bấy giờ. Giả cách lui quân để dẫn giặc vào chỗ hiểm, giặc tức khinh ta, đem hết quân đuổi theo. Ta đem trọng binh đánh úp, tức là phá được. Canh ba đêm đó, Trịnh Tùng lệnh Trịnh Đỗ, Trịnh Đồng nhử quân Mạc vào chỗ hiểm. Ngô Cảnh Hữu giả vờ thủ công binh khí và lương thực để lui giặc, và Nguyễn Hữu Liêu mang 15.000 quân và 200 khinh kỵ đánh ở chân núi. Đúng như đã định, quân Mạc bị mắc kế, nghĩa quân Lê Trịnh khiếp sợ mình lui, ai nấy tranh nhau đuổi theo. Cứ thế binh đổ và đồng vừa đánh lại vừa lui, lùi quân Mạc đến vùng Sơn Cước. Phục binh nghe tiếng pháo nổ, hàng loạt nổi dậy, bốn mặt cùng hăng hái đánh, chém được hơn 1.000 thủ cấp, bắt sống được hơn 600 người. Quân giặc tan vỡ chạy dài, các tướng Mạc sợ run, đều thu nhặt quân tàn trốn về kinh ấp. Trận này quân đội Trịnh Tùng toàn thắng, binh Mạc thua không ngóc đầu nổi. Chiến dịch đầu năm 1592. Trong lúc nhà Lê Trung Hưng đang dưới sự trị vì của Trịnh Tùng, một chỉ huy quân sự đầy khoan dung đại lượng, tài ba sáng suốt, thì nhà Mạc được Mạc Mậu Hợp trị vì. Tên này ăn chơi sa đọa, mang tư cách và năng lực tệ nhất trong số 5 vị vua họ Mạc đóng đô ở Thăng Long. Mùa thu năm Nhâm Thìn, lúc quân lính của Trịnh Tùng bao vây, mai phục xung quanh kinh thành Thăng Long nhằm lật đổ triều đình nhà Mạc, tướng Bùi Văn Khuê đã bị ông vua triều Mạc này mưu giết để cướp vợ là Nguyễn Thị Niên. Để tránh khỏi âm mưu này, Bùi Văn Khuê đem quân thủy dưới trướng theo về với nhà Lê Trịnh, bỗng chốc nhận được lực lượng thủy quân từ Bùi Văn Khuê, ngỡ như món quà trên trời rơi xuống, chính Trịnh Tùng cũng phải thừa nhận. Trước đây ta thường thắng trận bằng bộ binh và tượng binh, lực lượng đó chỉ có thể dùng ở phía Tây Bắc thôi. Nếu muốn đánh về miền Đông Nam, phi thủy quân không thể đảm đương nổi. Này được thủy quân của Văn Khuê, ta sẽ dùng ngay. Có thể nói một cách khái quát, trong trận chiến này, nhà Mạc bị sụp đổ bởi dưới sự trị vì của ông vua hoang dâm chơi bời, Mạc Mậu Hợp. Còn nhà Lê hoàn thành công cuộc trung hưng được là do có sự lãnh đạo sáng suốt của triết vương Trịnh Tùng. Công lao. Trong khoảng thời gian 54 năm cầm quân khiển tướng, Trịnh Tùng đã ở vị thế ngôi chúa 23 năm, ông đã tiếp tục sự nghiệp của ông ngoại Nguyễn Kim và thân phụ Trịnh Kiểm, hoàn thành trọn vẹn công cuộc trung hưng của vương triều Lê, đồng thời tạo dựng cơ nghiệp ban đầu cho chính quyền họ Trịnh sau này. Với những công lao và sự nghiệp trên đây, Trịnh Tùng xứng đáng được tôn xưng là vị chúa mở đầu cho sự nghiệp gần 250 năm của dòng họ Trịnh dưới thời Lê Trung Hưng.